tháng cô hồn và những điều đại kỵ nên tránh. Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan cho đến rằm tháng 7. Vào khoảng thời gian này sẽ thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau 12 giờ đêm, ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Bởi vậy, vào đêm 14 tháng 7, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng quỷ đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp, không bị ma quỷ hại phá. Đó chính là nguồn gốc của tên gọi Tết Quỷ. Trong những ngày này, bên cạnh việc cúng kiếng, nếu tin vào dân gian, bạn nên kiêng cử những điều sau. Không đốt giấy vàng mã một cách tùy tiện, bởi vì như vậy sẽ làm hấp dẫn ma quỷ. Không phơi quần áo vào ban đêm, vì ma quỷ nếu trông thấy có thể sẽ mượn mặt. Khi đó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu chúng ta mặc lại. Không được gọi, cào thét tên nhau giữa đêm khuya, bởi hành động này sẽ khiến ma quỷ ghi nhớ tên người được gọi, có thể sẽ ám theo người đó. Trong tháng này, tốt nhất là không nên bơi lội ở sông suối hoặc nơi ít người, vì ma quỷ sẽ xuất hiện và vui cùng đùa với bạn. Nếu lơ là, bạn sẽ bị chúng kéo và mất mạng như chơi. Đã có rất nhiều người bơi giỏi nhưng cũng chết vì các tình huống tương tự. Không được hù dọa người khác từ phía sau làm cho họ giật mình, bởi lúc này người bị dọa sẽ hồn bay phách lạc, dễ bị ma quỷ xâm nhập. Những cây đại thụ là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, do đó trong tháng này bạn không được chơi, ngồi, nằm, trốn ở đó. Nếu bạn là người yếu bóng vía thì không nên đi chơi đêm vào tháng này, nếu không, điều không may có thể sẽ đến với bạn. Người xưa có câu, một sợi lông chân quẳng ba con quỷ, do đó bạn không được tự nhổ lông chân. Theo quan niệm người xưa, người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần. Không treo chuông gió ở đầu giường, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ, ngủ sẽ không yên giấc. Nếu đang treo, hãy nhanh chóng dịch chuyển nó sang chỗ khác hoặc cất đi. Đồ cúng là đồ dành cho ma quỷ, do đó không được ăn vụng, kể cả khi chưa cúng. Nếu ăn, tai họa sẽ ập vào người. Không mài dao kéo. Hạn chế làm những chuyện đại sự như ký hợp đồng làm ăn, nếu bất khả kháng phải xem kỹ ngày. Không nên thề thốt hay nói bậy bất cứ điều gì trong tháng này, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 45 phút trưa hoặc từ 18 giờ chiều cho đến rạng sáng. Hạn chế hoặc có thể không mua xe cộ trong tháng này. Đối với cây có gốc to, tuyệt đối không nên tự ý chặt, bởi đây là nhà của ma quỷ. Khi ăn cơm, không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế. Ma quỷ sẽ tưởng đó là đồ ăn dành cho chúng, từ đó dễ dẫn dụ vào nhà ăn chung. Nên nhà có đông người, không được ở một mình, nếu không sẽ dễ bị ma quỷ chọc phá. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi có thể bạn sẽ được chụp chung với ma quỷ, đó tất nhiên là điều không tốt. Không có các hành động cưới hỏi, làm nhà, chuyển nhà, vì đây là điều đại kỵ, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Không nên mặc quần áo có in hình thù quỷ quái, ghê sợ. Không nên thức quá khuya, vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn, suy nhược, dễ nhiễm quỷ khí. Những xó tối thường là chỗ ma quỷ tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ đó để tránh bị nhập. Không nhặt tiền bạc, đặc biệt là tiền lẻ rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng ma quỷ cô hồn. Nếu nhặt, tai họa sẽ khó lường. Không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác có người đang đi theo hoặc gọi tên mình ở nơi vắng vẻ.
không để mũi dép hướng về phía giường khi đi ngủ, bởi như vậy sẽ khiến ma quỷ nhìn thấy và đoán rằng có người sống đang nằm trên giường. Lúc này, chúng sẽ lên giường và ngủ chung với bạn. Không chở đồ cồng kềnh và chở nhiều người trên một chiếc xe. Không nên may quần áo trắng trong tháng này. Không nên thả tiền thật. Nếu nằm trong phòng bệnh viện, khi ngủ không được tắt đèn. Tuyệt đối không được cúng đồ ăn mặn, vì điều này có nghĩa là khơi dậy tham sân si, có thể làm cho phần âm dữ tợn hơn nữa. Những việc bạn nên làm trong tháng 7 cô hồn. Cúng các cô hồn trong tháng, bất cứ ngày nào, nếu vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch thì càng tốt, để tỏ lòng thành của chính mình. Thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay vãng sanh đường trong chùa chiền lưu giữ các hũ hài cốt, vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm. Trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, các bạn chưa kịp thắp nhang khấn vái thì có những người tranh nhau giành giật các đồ cúng từ trên tay bạn, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay bạn. Nếu bạn giật lại thì hậu quả nhận được là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu trực để giật, có nghĩa là tín hiệu tốt. Nên hạn chế sát sinh các con vật. Nên cúng xe ô tô dù có kinh doanh hay không. Nên ăn chay để tránh điềm dữ. Nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này. Nếu biết tụng kinh thì nên trì tụng chú Đại Bi, chuẩn đề, Phu Lan Báo Hiếu, Địa Tạng. Nên ăn nói nhã nhặn vui vẻ trong gia đình hay trong bạn bè đối tác. Nên tránh xa các cuộc xung đột. Nên cứu người khi gặp nguy cấp. Nên đi chùa chiền thắp nhang, cầu xin sức khỏe, cầu siêu. Khi các bạn cúng cô hồn xong thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7 nên dùng bột trừ tà ma tiêu khử, tránh trường hợp các âm hương linh phản phất vào nhà mình tụ ở lại, và đồng thời vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà của mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở. Nguồn cội của Tết Quỷ gắn liền với văn hóa đạo giáo của Trung Quốc, bởi Phật giáo không có chủ trương sát sinh hoặc đốt vàng bạc hàng mã để cúng tế quỷ thần. Ngày 15 tháng 7 cũng chính là ngày lễ Vu Lan của Phật giáo. Như vậy, lễ Vu Lan của Phật giáo và Tết Quỷ trong dân gian Trung Quốc là không hoàn toàn giống nhau. Ở Trung Quốc, lễ Vu Lan đầu tiên được bắt đầu từ thời Lương Vũ Đế đến đời Đường, thế kỷ thứ 7 đến thứ 10 đã rất thịnh hành. Vu Lan là dịch ý từ tiếng Phạn, Ulambana, có nghĩa là giải thoát khỏi sự khốn khổ vì bị treo ngược. Như vậy, thời gian cúng chúng ta có thể chọn trong ngày 14 tháng 7 và trước 23 giờ đêm. Chuyên gia phong thủy Linh Quang cũng nhấn mạnh rằng, mọi người cần hiểu thêm rằng, đã gọi là cô hồn thì bản thân những vong hồn này lo cho mình còn chưa xong thì không thể phù trợ cho người khác được. Do vậy, đây cũng là lý do tại sao chúng ta thường cúng ở ngoài đường, trước cửa nhà chứ không làm trong nhà. Vì cúng là chúng ta đang ban phát lộc cho những cô hồn này, chứ không phải đi lạy lục để những cô hồn phù trợ cho mình. Vì thế khi cúng, không nên cầu xin gì cô hồn mà chỉ cúng thành tâm, gửi hương hoa trà quả lấy lộc cho các cô hồn mà thôi. Luật nhân quả tuần hoàn báo ứng, cho nên chỉ cần thành tâm ban phát lộc cho các cô hồn là được, và hoàn toàn yên tâm khi các cô hồn đã thụ hưởng lộc của gia chủ thì sẽ không quấy phá hay làm hại xui xẻo gì khác. Theo các chuyên gia tâm linh, lễ Vu Lan cầu siêu báo hiếu tổ tiên nên thực hiện ban ngày, còn lễ cúng bố thí cho các cô hồn khi tại thế thất cơ lỡ vận, không nơi nương tựa và chịu nhiều ăn trái trong xã hội nên cúng vào buổi chiều tối hoặc tối hẳn. Nếu không muốn cúng cô hồn tại nhà, có thể cúng tại chùa. Tất cả các chùa đều làm cúng lễ cô hồn trong một ngày nhất định, từ ngày đầu tháng tới rằm. Lễ vật cúng cô hồn, mọi người chú ý, không nên cúng xôi, gà hay đồ mặn. Vì sao nên cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch? Cần phân biệt đúng cúng lễ Vu Lan và cúng cô hồn.
Khác với những ngày rằm khác được cúng đúng ngày, nhưng riêng với rằm tháng 7, mọi nhà nên cúng trước đó một tuần hoặc vài hôm. Cùng với rằm tháng Giêng thì rằm tháng 7 luôn là một trong những ngày rằm lớn nhất trong năm, và hầu hết mọi nhà đều không cúng thổ công, gia tiên, ông bà đúng ngày rằm. Ngược lại, mọi người đều cúng trước ngày rằm tháng 7 khoảng một tuần hoặc trước đó vài ngày. Lý do là bởi rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Rằm tháng 7 âm lịch cũng là ngày lễ cúng cô hồn, hoặc còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Chính vì thế, người Việt Nam thường quan niệm nếu lễ cúng thực hiện vào chính ngày rằm tháng 7 sẽ không tốt, bởi khi ấy sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang. Tổ tiên và người nhà của họ ở thế giới bên kia sẽ có thể không nhận được gì của con cháu cúng tế. Trong lễ rằm tháng 7, vì thế họ cũng phân chia rạch ròi hai lễ cúng quan trọng, đó chính là lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn. Nếu như lễ Vu Lan là lễ để cầu siêu cho cha mẹ, ông bà bảy đời và báo hiếu, thì lễ cúng cô hồn là lễ để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng nhằm làm phúc. Vì thế, bạn tuyệt đối không được nhầm hai lễ này với nhau. Chính bởi điều này mà mọi nhà thường chuẩn bị thịnh soạn mâm cúng thổ công, gia tiên, ông bà và cúng trước ngày rằm tháng 7 vài ngày. Thậm chí cứ từ ngày mùng 10 đến trước ngày chính rằm, các gia đình cúng xong cũng thường hóa vàng mã rước ngày này. Họ tin rằng nếu cúng ngày chính rằm tháng 7 do Phật tổ xá tội vong nhân trong vòng một ngày, mọi linh hồn, kể cả tội lỗi, quỷ dữ, dạ xoa đều được tự do. Nên nếu cúng các cụ đúng ngày này thì sợ những linh hồn này phá phách, rước thêm âm binh và cô hồn vào trong nhà mình, dù cho ta đã cúng cháo cho họ. Vậy nên các cụ có thể không nhận được gì từ con cháu cúng tế. Trong lễ cúng rằm tháng 7 có hai lễ cúng quan trọng, đó là lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn. Cũng theo quan niệm dân gian thì vào ngày rằm tháng 7 sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang, nên nếu ta hóa vàng mã vào ngày chính rằm thì sẽ bị cướp giật mất, người thân khó nhận. Do vậy, trên quần áo đồ đạc hàng mã thường sẽ ghi rõ tên người nhận, khi cúng cũng đọc rõ tên và xin phép các thần linh thổ địa cho phép vong vào nhận đồ, cúng trước và hóa trước để người thân dễ nhận được. Chuẩn bị đồ cúng như thế nào cho đúng? Thông thường nên chuẩn bị hai mâm cơm chay, một mâm cúng Phật, một mâm cúng thần linh và tổ tiên, có thêm hương hoa, trái cây, nước trà, vàng mã v.v. Những lễ vật cần chuẩn bị: muối gạo một dĩa, cháo trắng nấu loãng 12 chén nhỏ hay là cơm vắt 3 vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, trong đó tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ, bắp rang, khoai lang, ngô sắn luộc, mía để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15 cm, bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá, nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Đặt lễ cúng trước cửa nhà hay nơi đang buôn bán. Sau khi cúng xong, các vật phẩm cúng cô hồn không đem vào nhà, đồ mã đốt ngay tại chỗ, còn đĩa muối gạo rải ra 8 hướng, sau đó tiến hành đốt vàng mã. Khi rải tiền vàng ra mâm cúng, phải để 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng từ 3 đến 5 hoặc là 7 cây hương. Khi việc cúng xong xuôi, thường có tục giật cô hồn, cướp đồ cúng. Trước khi dọn đồ cúng ra, nếu gia chủ chưa kịp thắp nhang khấn vái, mà có những người tranh nhau giật đồ cúng từ trên tay, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Bởi theo dân gian, nếu giật lại, hậu quả nhận được sẽ là điều tệ hại. Thời gian cúng cô hồn. Thời gian cúng có thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo đó, dịp cúng cô hồn lớn nhất là ngày rằm tháng 7. Ngày 15 tháng 7 âm lịch cũng chính là ngày lễ Vu Lan của Phật giáo. Các gia đình thường lên chùa làm lễ để tỏ lòng báo hiếu, biết ơn cha mẹ. Sau khi kết thúc lễ chùa thì về lễ Phật tại nhà. Người ta quan niệm rằng nên làm lễ cúng cô hồn vào buổi chiều tối. Dân gian quan niệm ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mặt trời rất mạnh, trong khi các cô hồn được thả ra rất yếu. Vì thế nếu cúng ban ngày, các cô hồn vì sợ ánh sáng,
ánh nắng sẽ không dám đến đón nhận những đồ vật phẩm cúng bố thí của các gia đình. Hai bài cúng cô hồn được nhiều người sử dụng nhất. Kính lễ mười phương tam bảo chứng minh, hôm nay ngày tháng năm âm lịch, con tên là, tuổi, ngụ tại số nhà, đường, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố. Trân trọng kính mời các chư vị quốc mặt quốc mài, kẻ lớn người nhỏ, thập loại cô hồn, các đảng âm binh ngoài đường ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn về đây hưởng lộc thực đầy đủ, phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng, nhờ ơn tế độ thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Chân ngôn biến thực, biến thức ăn cho nhiều. Nam mô Tát Phạ Đắc Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế, án tám bạc ra, tám bạc ra hồng, bảy lần. Chân ngôn cam lồ thủy, biến nước uống cho nhiều. Nam mô Tô Rô Bà Gia, Đắc Tha Nga Đa Gia, Đắc Điệt Tha, án Tô Rô Tô Rô, Bác Ra Tô Rô, Bác Ra Tô Rô, Ta Bà Ha, bảy lần. Chân ngôn cúng dường, án Nga Nga Nẵng, Tam Bà Phạt Việt Nhật Ra Hồng, bảy lần. Có thể đọc bài văn khấn dưới đây hoặc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn, cúng chúng sinh trong kinh Nhật tụng. Nam mô A Di Đà Phật, ba lần. Còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Còn lại Đức Phật Di Đà, còn lại Bồ Tát Quan Âm, còn lại Táo Phủ Thần Quân, Phúc Đức Chính Thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm xá tội vong nhân Hải Hà. Âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo Giáo, A Nan Đà Tôn Giả, tiếp chúng sinh không mã không mồ bốn phương. Cốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàng, không manh áo mỏng che làng heo mây. Cô hồn năm Bắc Đông Tây, trẻ già trai gái về đây họp đoàn. Dù rằng chết uổng chết oan, chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu, chết tai nạn chết ốm đau, chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình, chết bom đạn chết đau binh, chết vì chó dại chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi, chết vì sét đánh giữa trời, nay nghe tính chủ thỉnh mời, lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau, cơm canh cháo nẻ trầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai, phù hộ tính chủ lộc tài, an khang thịnh vượng, hài hòa gia trung. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lại về tính chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tính chủ thiêu hóa kim ngân, cùng với quần áo đã được phân chia. Kính cáo tôn thần, chứng minh công đức, cho tính chủ con tên là, vợ tên là, con trai tên là, con gái tên là, ngụ tại. Nam mô A Di Đà Phật ba lần. Văn khấn cúng thần linh tại gia rằm tháng 7 và cúng cửu huyền thất tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại ngày đương niên đương cai thái tuế chí đức tôn thần, ngày bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngày bản xứ thần linh thổ địa, ngày bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này. Hôm nay là ngày tháng 7 năm Đinh Dậu, tính chủ chúng con tên là, ngụ tại nhà số, đường, phường, quận huyện, tỉnh, thành phố, thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật các thứ, cúng dâng bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên, đương cai thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám. Nay gặp Tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam Bảo
Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp. Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an, hướng về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật, kính lạy tổ tiên, nội ngoại họ và chư vị hương linh. Hôm nay là ngày tháng 7 năm Đinh Dậu, cập tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vì vậy cho nên nghĩ, đức cầu lao không báo, cảm công trời biển khó đền, chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa. Chúng con thành tâm kính mời các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc ngoại tộc của họ. Ví dụ họ Nguyễn, họ Lê hay là họ Trần. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm, linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo. Tín chủ chúng con lại mời các vị vong linh y thảo phụ mộc phản phất ở đất này, dân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng con muôn sự bình an, sở cầu như ý. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Mời quý vị nghe bài chia sẻ Vì sao nói có đức mặc sức mà ăn, và làm thế nào để có thể tích đức. Người xưa có câu có đức mặc sức mà ăn, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, tích đức và đề cao tầm quan trọng của đức. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Hãy cùng xem 17 cách tích đức không tốn một đồng mà vị lão hòa thượng dạy dưới đây để hành theo. Thứ nhất, tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Nói lời phê bình người khác, trước khi nói, hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Thứ hai, tích đức từ đôi tay. Học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. Thứ ba, tích đức từ giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. Thứ tư, tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. Thứ năm, tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa.
suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. Thứ sáu, tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng không ưng ý. Thứ bảy, tích đức từ tính cách khiêm nhường. Người xưa nói, người kiêu căng, ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi, buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. Thứ tám, tích đức từ việc hiểu người khác. Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác. Đổi vị trí để hiểu người khác. Thứ chín, tích đức từ việc tôn trọng người khác. Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình là càng đáng quý, địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. Thứ 10, tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào thời khắc quan trọng, ai không hy vọng có người trợ giúp mình, vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ. Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. 11. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại. Người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó, bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân. 12. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn là một cách ca ngợi cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí. 13. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình, bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. 14. Tích đức từ việc mỉm cười với người khác. Không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả. Mỉm cười là phương thức kết nối hữu hiệu giữa con người với con người. Dùng nụ cười để ứng phó với sự khiêu chiến của đối thủ mới thật là cao nhân. 15. Tích đức từ lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc một quan hệ tốt đẹp từ nhẫn mà sinh ra. 16. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác, chứ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. 17. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Có một câu chuyện như thế này. Trụ trì chùa Khánh Vân ở đỉnh Hồ Sơn, Quảng Đông, Đại Huệ trưởng lão khoảng 70 tuổi đã ngộ được một vài thiên cơ. Ông tinh thông y thuật và xem tướng. Khi huyện lệnh cao yếu ghé thăm chùa Khánh Vân, ông ta mang theo một quan quân của mình tên họ Lưu.
ông Lưu là một người quen cũ của trụ trì Đại Huệ. Ông Lưu đã kể cho huyện lệnh nghe về Đại Huệ trưởng lão, vì vậy huyện lệnh đã nhờ ông xem tướng số cho mình. Đại Huệ trưởng lão không thể chối từ thỉnh cầu và đã đồng ý. Ông mời huyện lệnh ngồi và nghỉ ngơi. Sau khi xem mặt, Đại Huệ trưởng lão nói với huyện lệnh rằng trong tay ngài nắm nhiều sinh linh, tích đức có thể duy trì thọ mệnh. Huyện lệnh hỏi ông về tiền đồ công danh trong tương lai. Đại Huệ trưởng lão mỉm cười nói: lão nạp ngu muội không dám tiên đoán tương lai của ngài. Một người đại đức tự nhiên sẽ có phúc báo, sự nhân từ của ngài sẽ là hạnh phúc lớn lao của dân chúng trong huyện của ngài. Nhận thấy Đại Huệ trưởng lão đang rất tế nhị và thấy rằng ông không nói nhiều, huyện lệnh đã rời đi sau khi uống trà xong. Sau đó, ông nhờ người họ Lưu dò hỏi Đại Huệ trưởng lão thêm về những điều mà trưởng lão chưa nói. Đại Huệ trưởng lão thẳng thắn nói với người họ Lưu rằng qua tướng mạo của huyện lệnh, ông thấy rằng huyện lệnh đã mất đi thần sắc và điềm lành. Trên mặt huyện lệnh lộ ra hắc khí và ông có thể không sống được quá một năm. May mắn là khí sắc nguyên lai của ông ấy không hoàn toàn bị triệt tiêu. Điều này có nghĩa là ông ấy vẫn còn có thể được cứu khỏi tai họa và sẽ không nhất thiết phải chết. Là một quan phụ mẫu của bách tính, từng động tĩnh và cách giải quyết vấn đề của ông ấy liên quan chặt chẽ đến sự an toàn và sống còn của người dân. Nếu như ông ấy bảo trì thiện tâm và cứu giúp dân chúng thì ông ấy có thể tạo phúc cho vạn dân. Lão nạp không phải là vô cớ nói rằng tích đức có thể bảo trì thọ mệnh. Họ Lưu nhiều lần gật đầu. Ông không dám nói hết với huyện lệnh những gì mà Đại Huệ trưởng lão đã nói. Ông chỉ bẩm báo với huyện lệnh rằng ông ta cần phải làm một điều tốt, cứu giúp nhiều sinh mệnh trong vài tháng tới để có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Ngay sau đó, có một trận lụt ở khu Tây Lạo. Qua một đêm, mực nước dâng cao vài thước và làm ngập hết nhà cửa và đồng ruộng xung quanh. Dân chúng nhiều người bị chết đuối và kêu cứu. Huyện lệnh nhanh chóng đi tới một sườn đồi gần đó quan sát quang cảnh. Những gì mà ông nhìn thấy thật kinh hoàng. Và vào lúc đó, ông không thể làm được gì nhiều. Ông nhìn thấy những thanh niên trai tráng lên thuyền và chạy thoát thân, nhưng không ai giúp các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đang trôi nổi trên mặt nước. Huyện lệnh bỗng ra lệnh, ai cứu được một đứa trẻ sẽ nhận được một lượng bạc, và càng cứu được nhiều, phần thưởng sẽ càng lớn. Thế là mọi người trên những chiếc thuyền bắt đầu cứu các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, tổng cộng cứu được hơn 400 người. Sau khi trận lụt qua đi, huyện lệnh mở kho lương thực dự trữ để phát dẫn cho người dân và bố trí nơi ở cho những nạn nhân của trận lụt. Sau đó, huyện lệnh được thăng lên chức tri phủ Huệ Châu. Khi đi qua núi Phù Sơn, ông đã gặp lại trụ trì Đại Huệ. Khi Đại Huệ trưởng lão nhìn thấy ông ta, trưởng lão nói, người thiện tâm cuối cùng đã nhận được phúc báo, tuổi thọ ông đã được tăng thêm. Vận mệnh con người có thể được thay đổi do làm những việc tốt và tích đức. Khi người có thiện tâm thì vận mệnh sẽ tốt, và khi người có ác tâm, cuộc đời của người đó sẽ đầy những điều xấu. Khi một người phạm tội thì phúc sẽ không còn, và cuộc đời người đó sẽ kết thúc trong tai họa. Bài chia sẻ của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.